Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã trở lại với kênh Andy Gaming. Và trong cái video này mình sẽ làm một cái video tiếp tục cái series làm bảo vệ trong GTA 5. Và này là tập bao nhiêu mình cũng không có nhớ nữa, cái series bảo vệ nó gì. Hồi đó giờ mình làm mình không có đánh dấu tập bao nhiêu hết á. Nên thôi kệ, bỏ đi. Để mình đi thay đồ cái đã. Bây giờ mình phải mặc đồ cho nó đàng hoàng chút xíu á. Mấy bộ này không phải, mấy bộ này cái kiểu cái bộ đồ kia kia nè, bảo vệ là kiểu áo này mới đúng bảo vệ chứ. mặc quần này hợp hơn. Ok, mang đôi giày nữa. Smart xong đẹp, trời ơi, để mình gọi taxi mình đi chứ. Nói chung là tiếp nói cái truyền thống hồi đó giờ. Cho mượn xe đi, cho mượn xe đi, tại vì mình đi bảo vệ á, lỡ mà có xe xe xịn á mình mượn xe được, chứ mà đi con xe mình tới mất công cái công an nó truy hỏi tùm lum hết. À nhầm, gọi taxi. Nó gửi tin nhắn quá trời luôn á. Hello. You got Cho any anh chiếc cabs available? Sure taxi you are. I got a driver right around the corner. đi. Appreciate it. Ok. Thì hôm cái video trước á, mình làm là để con Hummer H6 Upgrade á. Thì có cái chói, nhiều bạn kêu là gọi cái chói ra, cái chói thực ra là cái mod đồ họa của mình. Nó dính cái file visual setting nó chói quá cho nên bây giờ mình gỡ ra rồi ha. Đó, bây giờ gỡ ra cái bảng này nó hết còn chói nữa rồi. So where do you want to go? Ok, tới điểm đến. Rockford Hills. Right away, sir. Quay đầu đi, quay đầu đi, quay đầu đi. Ôi, nó tốn tiền, nó cố tình nó tốn tiền mình. Speed it up, homie. Hold on to your butt. Đi ngược lại nhanh hơn không? Tụi mày đi đường vòng mày làm cái gì? Trời ơi, vậy luôn á. Thì hôm nay mình thử cái đồ họa, cái resem mới các bạn, nếu mà mình thích thì mình để, còn không thì mình gỡ. Không, mình thấy nó đẹp, nó không có gì mà chê hết trơn, đẹp lắm, đẹp y như Redis luôn, mình không mất Redis nha. Ok, các bạn nhớ cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh mình để hộ kênh mình, và đừng quên comment ở các bạn phía dưới cũng như là click quảng cáo ủng hộ giúp mình để mau chóng có mạng để livestream GTA 5. Buồn quá, bạn nào mà xem livestream mình sẽ biết khốn khổ như thế nào. À, nắng nó chiếu lên đẹp không, đó như thật luôn, nhìn vô là chói đứa đuôi mắt luôn. Rồi bây giờ là đợi taxi nó đi lâu quá. Man, I love America. Home of the brave, all that. Quá hỏi chuyện mẹ nó, tự nhiên mình thì nó yêu nước Mỹ. Như ai biết mà, ai mà không biết chạy yêu nước Mỹ, mình sống bên Mỹ mà. Thôi để mình skip cái nha. Ok, tới nơi, đi đi. Xíu xíu. Nay anh là đại gia. Rồi, bắt đầu làm việc. Giờ mình sẽ chú tâm vô, mình nhìn nhớ cái số xe ha. Số xe nói chung là dễ quên lắm. Đó, xe cổ luôn. Hello, hai chị gái. Rồi, ok. Này giống kiểu đi dự hội, dạ hội á. Một bà là một bà là cái gì ta? Một bà là tắm cám. Con mẹ kia như kiểu mẹ lao công á, còn con mẹ kia mặc 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 đầm xanh thì đẹp. Tầng này toàn là xe của người xe lăn không. Người tàn tật không, nhưng mà bên này mình đậu. Ôi xe lăn không à, tầng dưới này là xe lăn, tại vì kiểu như là dành tiện lợi cho những cái người mà tàn tật á, bắt buộc phải lên tầng trên đậu. Bên này thì ít quá, này được.
nhảy xuống chết không ta? À không không, mình là ninja mà tại sao chết được? Rồi đợi cái con xe tiếp theo. Xe cổ không sao, sao hôm nay chuyện làm xe cổ sao mà toàn là xe cổ, không có con nào mà xe nó xịn xịn chút xíu không? Rồi hello anh trai, đồ đẹp á. Bốn không chín còn lại là 408. Nhớ mặt cái đã. Chứ không họ quên mất công mệt lắm. I believe I can fly. Quá ghê. Wow. nó tương phản qua nó, cái độ tương phản nó cũng cao hơn chút xíu. Reflection. Sớm nãy giờ không thấy con siêu xe nào mà nó vô, ta toàn là xe gì đâu không. Ok đi vô đi chị. Xe này cái dàn mâm nó đẹp. Trăm mười, ok. Ây, chết cha, chưa tắt máy cái con xe kia. Ôi, nó còn cháy đèn luôn kìa. Tắt máy cái đám tôi họ xăng, không có xăng chạy ra, chết luôn á. Ok, tắt máy. Bụp. Nhắn xóa bớt cái đã. Vì sao không xóa được? Kỳ ta. Mọi lần mình nhớ mình xóa được mà ta. Nó xóa được rồi. Ok hello anh trai. Ông có cái gì nè, ông có cái gì nè. Trời, cái quạt tưởng đâu ông đeo cái thẻ gì, kiểu như là thẻ VIP của khách sạn đồ. 411. Con xe này là kiểu giống như con xe Mercedes-Benz đó mấy bạn. Mercedes-Benz G mấy á, nói chung là xe upright á. Bên kia con Chevrolet kìa. Chứ còn nếu mà họ không có siêu xe nào xịn xịn thì thôi mình lấy đỡ con Chevrolet nó mình đi cũng được. Không sao, nói chung là miễn có xe đi là được rồi, ngon rồi. Không cần gì hết trơn. Này nhìn nắng nó tương phản vô nhìn nó rất là thấp. Chó chó gì nó mới đẹp chứ, nhiều bạn không thích chó mình cũng không biết sao. Wow. Xe cổ. Nhìn là biết dầu ăn rồi. Dầu ăn toàn phát tan nát đời trai. Nhìn là biết hao này nói chung là cũng một mối quan hệ thật là đẹp đẽ. Mấy đèn thì nó bự mà xin ra nó có chút xíu, thằng nào nhìn thấy mẹ cha, thằng nào chế con xe ngu chứ. Nhìn mấy bạn nhìn cái đèn xin ra nè, phía trước không có luôn, phía trước không có luôn mà đèn này nó bự chán luôn, mà đèn xin ra nó có chút xíu à, như kiểu là mùa mốt mà xin ra nên khỏi đứa nào quẹo luôn. Xe nào bị phá kèn xong rồi nó bẻ hết hơi xe xong mà nó cứ kêu hoài ta. Báo công an bây giờ. C
xíu nữa là dập chân té dập mặt rồi. Đây giống mẹ khùng vậy. Không, em này nói chung là bỏ cái kính bự bự ra là đẹp rồi. Chung là xem gì đây, xem bản đồ hả? Gì má, xem bản đồ chỉ cho mà. Trời ơi, tôi làm sơm ở thành phố này bao nhiêu lâu rồi mà. Ok ok, bên này hả? Rồi ok, chị gái đi vô đi. Làm sơm bao nhiêu lâu đây mà nó không biết nữa, bị đặt. Đưa nhìn, tôi chỉ đường đi cho, nó không chịu đưa cho mình. Xe này nó độc mấy bạn ơi, mình mới thấy con xe này. Như xe mới nè. Ui, đèn xanh sẵn luôn. Đèn đẹp quá ta. Con này đẹp quá. Chắc chôm thử con này quá. Chưa thấy con này bao giờ. Cái gì mà nó cứ kêu đâu mấy chiếc này nè. Như xe điện hay sao mình không nghe tiếng động cơ. Đúng rồi, xe điện. Đó. Đẩy hết ga luôn mà hả? Im re à, không nghe tiếng gì luôn. Xe điện chơi đua, xe điện chơi chán lắm. Chơi mình chơi xe xăng, chơi nó mới sướng. Xe điện kiểu như mà nửa mở, nửa nạt vậy. Mẹ này giống mẹ nãy vậy. Anh chị em gì đây? Mẹ này nhìn mặt cái coi. À, thôi bỏ đi, à, bỏ đi. Đẹp. Ồ, oh, hello bà chị. 408. Như là cái con đầu tiên. Hoặc cái con kế bên gì đó. Xem. 408 như là đâu cái con kế bên thì phải á. Đâu rồi? Như con này nè. Đúng rồi, mình nhớ rồi, con này nè. Con mà một đứa tắm, một đứa cám á. Nghĩ như mấy cái xe mà nó đèn vàng, nó nhìn nó kỳ kỳ sao. Bình chuông mỗi đèn sâu màu xanh thôi. Đèn vàng lắm, chói, khó chịu, ghét cái đèn vàng. Trả xe nè, mẹ kia chắc lao công rồi chén gì. Ý, phải hả? Sai lầm hả ta? Ủa không phải hả? Vậy chứ chiếc nào ta? Không lẽ là chiếc Corvette kế bên đó? À rồi, nhớ là con này 407, con kia 408. Không phải xe mày, mày lấy đại đi. Nói chung là cũng miễn sao là xe được. Xe này hở mui nè, xe mày đâu có hở mui được đâu. Đùa hoài, xe này sẽ xịn rồi nha. Xịn không phải giỡn đâu. Nè, 408 là cái con kế bên này nè. Mà bảo vệ cực khổ thiệt chứ. Lấy đúng xe là nó chửi không? Sợ họ nó cho tiền bo nữa. Con này cũng cổ với con kia thôi. Khác gì cũng hai chỗ, con kia cũng hai chỗ. Con này cũng cũng thuộc dạng classic, con kia cũng thuộc dạng classic. Đốt lốp cho bà đi thay lớp mới luôn. Trả xe nè má. Đù. Như mình thấy một cái sự sai sai ở đâu đây nè. Ủa vậy chứ không phải con này chứ là con nào. Ở vậy tội cái tội chủ nhân của chiếc xe này nữa. Trời, xíu nó quẹt rồi. Tội chủ nhân cái xe này cho nhìn lớp anh vương vãi khắp cái gara luôn. Lại không lấy chiếc đó ta. Cũng có thể lắm á. Cũng có thể là chiếc kế bên lắm á. Biết đâu bất ngờ được. Xe này mình nhớ mình xếp mui rồi mà. Ừ? Phá. Có ma hả? Quấy. Có ma kìa. Mà con này đâu phải con mẹ nãy đâu. Con này con gì á? Con này tên là Chameleon. Tên như kiểu sư tử núi á. Thì chữ làm này nó khổ. Bắt qua vòng vòng hoài luôn mà nói gì chưa thấy tiền bo đâu hết trơn.
Chúng ta thấy bà luôn. Rồi, trả xe nè, trả xe nè. Xuống đi. Đúng không? Bây giờ là mình hết biết nói cái gì luôn rồi. Kỳ vậy ta, phải đúng chứ. Mẹ hay nó phải đi con xe Abrax. Xe Abrax là xe của công mà có cái chồng chống phía trước á, nhớ nhớ mặt ông đó. Con mẹ này nãy nhớ mặt mẹ đi với con mẹ giống như mẹ nội trợ vậy. Mà giờ không biết xe nào là xe nào luôn. Mà lấy xe này ta, xe này phải, xe này, lấy xe này. Phải không á? Vừa có nhiêu đây xe tôi lấy hết ra bà không chịu thôi à, tôi nghĩ. Nè, trả xe nè. Không phải đi. Lại quýnh luôn mày. Mày tao quýnh trước bời bây giờ mà tao nôn. Nôn nghiến răng lắm rồi đó. Kỳ ta, không phải xe nó chiếc xe nào. Rõ ràng là cái con xe đó mà 408. Sao mẹ không nói biển số cho nó khỏe không. Con Corvette này là xe của người ta sẵn rồi, phải xe của mẹ. Cái con đó ông ta, con này mình nhớ 410 mà. Nãy nhớ con nào lên tới 410 luôn á. Chúng mấy con này thử rồi, còn con này thôi. Không được nữa, em xin cho tay. Ê, ê. Xuống miếng rồi chứ nó chưa có cậy cửa. Cậy cửa mới là vấn đề lớn. Xe điện chạy nó mà nạt nạt mới mở thì sao. Tôi quýnh mà luôn rồi, đây nó nghe, đây nó nghe. Ở đây nó nghe, quýnh cái rồi, quýnh cái rồi. Mày, ây da, ây da đau tay. Quýnh nó. Sao quýnh nó không được. Thiệt tình luôn á. Lấy con xe nào trời. No. Đụng chết bà luôn. Xe không à, hết xe rồi đó, bây giờ là hết xe rồi đó mà cũng chịu lấy nữa. Kệ, lượm hai cọc tiền. 75 đô cũng được, cũng ổn. Kệ, đi vô kiếm xe nào ngon ngon mình mượn thử. Có xe điện thì chứ không nói đâu, xe điện này nó yếu quá à. Mà biết đâu xe điện ngon ta. Chứ nếu mấy xe cùi không à. Xe bên này gồm có con cổ. Ê con kia, ý con kia nó tự xếp mui luôn. Đù. Dàn này không có con nào ngon hết trơn á. Thôi lấy đại con này đi. Có con Chevrolet nào mà không biết nó ngon không ta. Anh để thử con xe điện xem, chung là đặt vận may với con xe điện này. Chung là mình đụng con mẹ đó bị đuổi việc rồi. Vì là mà tổn thương đến khách hàng. Đuổi đuổi với vài ngày anh vô lại giờ. Trùm mà ai dám đuổi. Xem có lấy con này hay là đi đi ngoài đường mượn con xe nữa chứ. Xe điện mà chạy nhanh vậy. Con mẹ này phải điện không. Nó điện nó chạy à. Trăm. Trăm sáu. 220 không đi. 220 không đi cho tôi. Điện mà ghê chứ. That's dumb luck right there. Ê. Holy shit. Không, xe này cứng, xe này cứng. Xe này đúng chuẩn của US cho nên là đụng con kia nó banh luôn mà con mình không banh gì hết. Cái đội thử con này mình đi đua xe thử xem mấy con này nó như thế nào. Thì là Chameleon đó không? Nói mà cái tên con này là Chameleon mà. Chameleon Hizak. Buông xa là đẹp nhất. Cái này đẹp hơn.
Hai con xe này mặc định của nó là nó đã màu đèn xong, nó đã màu xanh xanh rồi. Đổ thêm cái nó lên đèn xanh luôn. Con này tiện cái vô xe nó không có thả ra khí thải. Mình mới chơi chơi theo tông nhám à. Tông nhám nhìn nhìn nó ngầu ngầu hơn. Thôi chơi màu bóng đi. Đây, mình có thể chọn carbon rouge là cái phần này nó sẽ là carbon. Không thì phần này nó sẽ là sơn và cái phần này là phần mặc định của nó, mặc định cho nó đẹp. Thôi, để sơn nó nhìn ghê quá à. Wow, có cả spoiler nữa nè. Xe điện cũng có cả spoiler luôn. Hay á. Đồ là cái mâm, cái là cái mâm nó nhìn nó si đa quá. Thôi mâm nãy đi. Best tires on the market. Kính đen hoặc kính trắng, kính trắng đấy trời. Mình đi xe này còn siêu xe hiếm rồi, con xe này nó chứ mình chưa thấy ngoài đường bao giờ luôn, xe điện nữa chứ. Bạn nghe cái tiếng không đây nè, đó cũng V12 đồ cơ, hybrid hay V12 đồ cũng như ai kia thôi, Chameleon như kiểu mình xe phản lực vậy đó, chạy y như cái tiếng xe phản lực luôn, không khác cái gì luôn. Được cũng 160 ha, trong thành phố mà lên đường 160 là ngon á, không phải dạng vừa đâu. Mình nói chung là đi riết là nhớ cái đường đi ra không cần đánh dấu luôn. Chung là đi khoảng thời gian nữa chắc nhớ toàn bộ đường trong Los Santos này luôn. Mỗi đây là Uber, nó nói địa điểm nó không cần xem checkpoint gì hết luôn, tự đi luôn. Con này chạy công nhận là êm. Xe điện chạy nó không có tiếng, không có khí thải gì hết. Mà mình thắc mắc là tại sao xe điện cái xăng nó tuột ha. Cái kim xăng nó nhớ đây là nó trên trên cái mực ép chút xíu, bây giờ nó tụt tụt xuống nữa nữa chạy họ nó tụt xuống nữa. Ui con này lên 220 được á, không lên đây kịch kim rồi, kịch kim mấy bạn ơi, nó lên được 220 rồi. Chung là tới mức này là coi như là nó quá rồi, 171 km/h ha. Ok, nó lát một cái nó mới đứng một cái, kia máy bay vừa đáp xuống luôn. Thì chứ mình chạy con này không khác gì mà chạy cái con xe phản lực được trước chạy á, đó tiếng y hệt luôn đó, đua xe nè. Trời, như kiểu mà lâu ngày nó không có được tái sức giang hồ á, nó ra nó đụng tùm lum luôn. Đây có con Gentono ha, khi mặt trời đang xuống núi. À, mà mặt trời đang lặn xuống dưới biển. Wow, Ripper. Con này phải nói nhìn xa là y như con Lamborghini Huracan vậy đó. Mà không dám thách đấu con nó đâu, con nó thách đấu mất công. Mình là mình đơn giản. Con này thì giống con Bosch 911 à, không, Bosch cái gì á. Con gì mà nó đưa cái ống xả lên trên y hệt như con này luôn. Đây có con Sabre hay con gì á, chung là hàng Muscle, hàng cơ bắp Mỹ. Đợi hai cô kia nó đua cái đã rồi mới tới lượt mình.
đây có con Futo ha, Kuruma rồi. Con này xe thường thôi, xe cổ bắp đi ra chỗ khác chơi. Bị đặt như đua đua gì. Con này là cái con mình thích nè mấy bạn. Thích những cái cách xếp mùi của nó đây nè. Cái cách xếp mùi đó. Đây là con Tamba, con chuyên Jeep. Ok, mình đua với con Kuruma ha. Kuruma vs Chameleon. Cái tên đọc con này còn hay. Ê, đừng đụng tao, đừng đụng tao. Chưa gì hết là mình bị ám sát rồi. Mình đuổi thằng này hả ta? Phải không vậy? Sao mày đi ngu quá vậy? Thầy luôn, thằng này có ngày vô viện. Đường đi đường vòng ra mấy hồi mà mày đi đi như kiểu đường của ông nội nhà nó, ông nội nhà nó luôn. Ok, đua nào. Mặt trời chói quá các bạn. Đẹp quá, ôi ôi đẹp. Như thật luôn. No bitch. Kỳ vậy. Sao nãy mình chạy lên được tới. Rồi nãy chạy lên được 100 mấy luôn. Để bây giờ bị dính lại có 170 à. Thấy nó sai làm sao á. Nó đẹp các bạn, đây là nhìn vừa cái khu màu xanh này là như khu màu vàng mặt trời xuống núi á. Đẹp. Chúng là mặt trời xuống núi là đẹp hàng hôn á, đẹp nhất trong game GTA 5 này luôn. Đẹp kinh khủng luôn. Bỏ qua cái vấn đề mất tiền đi mình. Nhỏ ta sao nãy mình chạy lên tới 160 mấy luôn, gần lên 200 luôn. Rõ ràng chạy đúng nhanh luôn. Vô đây chạy không nổi thằng nào hết trơn á. Kiếm con cùi cùi độ với nó. Kiếm con cùi bắp nè, thách đấu nó mày ra kiếm được tiền. Chứ chơi mấy con kia chơi không lại, nó chạy nhanh nó hả, Kuruma mà nó còn vượt. Đi cái một luôn đi, không thấy đâu luôn. Cách nó một khúc luôn. Chứ công nhận mắt em gái này cũng hay ha. Đứng đây, nó xuống dưới kia và chúng ta thấy được. Mấy biết chỉ là thắng nó thua luôn. Nói các bạn nhìn nè, hoàng hôn nó đang xuống núi nhìn rất là đẹp. Mình thấy ưng cái đồ họa này nè. Đồ họa này lúc trước mình mod là mod đồ họa Max Visual Grid Again. Nhưng mà mình cài thêm cái reset giống như bên Redux đó mấy bạn. Mình cũng có một cái reset bên Redux rồi. Nhờ chuyến hình up giùm mình. Hiện tại đang test cái xem cái reset nào nó đẹp ha. Để mình đem vô trong này nhìn nó thật hơn. Như hiện tại là mình dùng reset mặc định của cái Mac Visual Grid Again. Nhìn nó khá là đẹp. Bùm. Quay. Không lẽ mình cái tầm của mình chỉ đua được mấy con này thôi hả ta? Con nó chất được một đống mà nó còn chạy nhanh hơn mình nữa. Ôi trời ơi, nó chất đồ vậy luôn, nó còn chạy ngang song song với mình luôn. Nó hằng hồn nó xuống núi kìa. Đó, đẹp chưa? Phối màu rất là đẹp ha. Cam xong rồi lật lên tới này là xanh. Sao kỳ vậy ta? Không có tin được mà mình lại gà tới như vậy. Trăm sáu mươi bảy là kịch kim rồi các bạn. Ấy 170, 172 mới là kịch kim. 172 cũng đâu có đua lại ai đâu. Bọn này toàn là siêu xe không. Đôi thử với con cái con xe nhỏ. Con xe kiểu giống như xe điện mà xe gia đình, xe dành cho nhỏ xíu đi. Chút xíu à. Mình chỉnh lên trời sáng. Ai tụi. Ôi đẹp. Nó tối thui luôn. Ngoài đời tại vì hôm nay đâu có đèn. Đèn kia đâu. Xe mình đâu rồi? Nghi lắm mà thua nó nha, nó nhỏ chứ lỡ đâu nó có vỏ nó đua cái thắng luôn. Gì?
Ê, ấy 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 đi ra đi, đi ra đi, ấy 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 quay tập chạy, chạy xe thôi. Mình này đâu phải đi đi thi bằng lái xe đâu mà chạy số 8, chạy vòng số 8, nếu chạy vòng tròn phải chạy vòng số 8. Mà này có phải chỗ chỗ đi đua xe đâu, mày mày lại đây, mày lại đây. Quay đầu lại. Ok. Lâu nó lên. Nó lên cơn hay sao mấy bạn ơi? Ủa cái này cái gì vậy? Hình như một phím tắt, một phím bật mấy bạn ơi. Mình đang tắt hay đang bật nữa. Cái gì? Súng có bắn mày lượng thiệt á. Ok. Thì nó tiếng ghê vậy. Ấy 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 ấy, đừng 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 làm như thế, đừng làm như thế, đừng làm như thế, đừng đừng mà trời mày nè. Mày tại sao xe mày, tại sao, tại sao mày mà xem nó chạy mà cái tiếng nó lấn át mình luôn. Xe điện coi như là không có vị trí trong này rồi, không có đua được cái gì trong này hết trơn, đường nó nứt cơ các bạn. Ui kiểu như máy bay nó đáp mạnh quá anh đứt đường đừng con. Rồi ok thì video mình xin ở đây ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình, thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn nhớ một like, một share, một subscribe cho kênh mình để ủng hộ mình, và đừng quên comment các bạn phía dưới cũng như là click quảng cáo ủng hộ giúp mình ha. Rồi ok chào các bạn, bye bye.